Sách Thi Thiên, chương 74. Lời than thở vì đất nước bị tàn phá. Đức Chúa Trời ơi, vì sao Chúa bỏ chúng con luôn luôn? Tại sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Ngài? Xin nhớ lại hội mà Chúa đã lập từ xưa, bộ tộc mà Ngài đã chuộc để làm cơ nghiệp của Ngài. Cũng xin nhớ đến núi Sion là nơi Chúa đã ngự. Xin Chúa quá bước đến những nơi đổ nát hoàn toàn. Kẻ thù đã phá hủy hết mọi vật trong nơi thánh. Các cừu địch Chúa gầm thét giữa nơi hội họp. Chúng dựng cờ lên để làm dấu hiệu. Chúng giống như người đốn cây cầm rìu giơ lên, chặt đám rừng rậm kia. Bây giờ, chúng dùng rìu và búa đập bể tất cả vật chạm trổ. Chúng đã phóng hỏa đốt nơi thánh của Chúa, triệt hà và làm ô uế nơi ngự của danh Ngài. Chúng tự nhủ, chúng ta hãy nghiền nát chúng. Chúng đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ. Chúng con chẳng còn thấy các dấu lạ, cũng không còn nhà tiên tri nào nữa. Và giữa chúng con cũng chẳng ai biết việc này sẽ kéo dài bao lâu. Đức Chúa Trời ơi, kẻ chống nghịch sẽ sỉ nhục Ngài cho đến chừng nào? Kẻ thù cứ xúc phạm danh Ngài mãi sao? Sao Chúa rút tay lại, tức là tay phải của Ngài? Xin vung tay ra và tiêu diệt chúng đi. Dù vậy, từ nghìn xưa, Đức Chúa Trời là vua của con. Ngài thi hành sự cứu rỗi trên khắp đất. Chúa đã dùng quyền năng Ngài mà rẽ biển ra, đập nát đầu của quái vật dưới nước. Chúa chà nát đầu Leviathan, ban nó làm thực phẩm cho dân sống trong hoang mạc. Chúa khiến suối và khe phun nước và làm cho các sông lớn phải cạn khô. Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng thuộc về Chúa. Ngài đã thiết lập mặt trăng và mặt trời. Chúa đã định các ranh giới của đất, làm nên mùa hè và mùa đông. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng kẻ thù đã sỉ nhục và một dân ngu dại đã xúc phạm danh Ngài. Xin chớ phó sinh mạng bồ câu của Chúa cho loài dã thú. Cũng đừng quên mãi mãi cuộc sống của kẻ khốn cùng là dân Chúa. Xin Chúa đoái đến giao ước của Ngài, vì các nơi tối tăm của đất đều là nơi đầy bạo hành. Nguyện kẻ bị áp bức không trở về trong hổ thẹn. Nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ca ngợi danh Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy bên vực lý lẽ của Ngài. Xin nhớ lại bọn ngu dại hằng ngày chế nhạo Ngài. Xin đừng quên tiếng la hét của kẻ thù Chúa. Sự ồn ào của kẻ phản nghịch Ngài cứ mãi dâng lên. Sách Hebrews, chương 8. Đức Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Điểm chính yếu mà chúng ta đang nói là chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cao quý ngồi bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời, là người phục vụ trong nơi thánh, là đền tạm thật do Chúa dựng nên chứ không phải do con người. Tất cả Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được lập lên là để dâng lễ vật và sinh tế. Do đó, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm này cũng cần phải dâng vật gì? Nếu Ngài còn ở dưới đất, thì Ngài chẳng phải là Thầy Tế Lễ. Vì ở dưới đất có những Thầy Tế Lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy. Sự phục vụ của họ là mô phỏng và là cái bóng của những thực thể trên trời. Vì khi Môi-se sắp dựng đền tạm thì được Đức Chúa Trời phán dặn: hãy cẩn thận, làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho con trên núi. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã nhận lãnh một chức vụ cao trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung gian của giao ước tốt hơn. Bởi giao ước ấy được lập lên trên lời hứa tốt hơn. Vì nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì không cần lập giao ước thứ hai. Nhưng Đức Chúa Trời khiển trách dân Do Thái khi Ngài phán: này, những ngày đến, khi ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda, không giống như giao ước ta đã lập với các tổ phụ họ, trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi Ai Cập.
Vì họ không trung tín sự giao ước ta, nên ta bỏ mặc họ. Chúa phán vậy. Chúa lại phán, đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ và họ sẽ làm dân ta. Họ sẽ không phải dạy bảo đồng bào và anh em mình rằng, hãy nhận biết Chúa, vì tất cả đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Vì ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ, và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. Đã gọi là giao ước mới, thì Ngài đã kể giao ước trước là cũ. Điều gì lỗi thời, cũ kỹ, chẳng bao lâu sẽ tiêu mất đi. Sách Sử Ký thứ nhì, chương 35. Josiah giữ lễ vượt qua. Josiah giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem. Người ta giết sinh tế làm lễ vượt qua vào ngày 14 tháng Giêng. Vua phân công cho các thầy tế lễ và khích lệ họ phục vụ đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua bảo những người Lê-vi đang dạy dỗ toàn dân Israel và đã biệt mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va rằng, hãy để hòm giao ước thánh trong đền thờ mà vua Israel là Salomon, con của David, đã xây cất. Các ngươi không còn phải khiêng hòm giao ước ấy trên vai nữa. Bây giờ, hãy phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và dân Israel của Ngài. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng theo từng tông tộc và phân ban của mình, chiếu theo chỉ thị của David, vua Israel, và con vua là Salomon. Rồi hãy đứng trong nơi thánh theo thứ tự tông tộc của anh em các ngươi là dân Israel và theo thứ tự tông tộc của người Lê-vi. Các ngươi hãy giết sinh tế làm lễ vượt qua, biệt mình ra thánh và chuẩn bị lễ vượt qua cho anh em các ngươi để thực hiện đúng như lời của Đức Giê-hô-va dùng Môi-se truyền phán. Vua Josiah bắt trong các bầy súc vật của mình cấp cho dân chúng 30.000 chiên con và dê con cùng 3.000 con bò đực dùng trong lễ vượt qua cho tất cả những người có mặt tại đó. Các súc vật ấy đều lấy trong tài sản của vua. Các quan chức của vua cũng tự nguyện cung cấp súc vật cho dân chúng, cho thầy tế lễ và người Lê-vi. Hinkia, Sachari, Jehiel là những người cai quản đền thờ Đức Chúa Trời, cấp cho các thầy tế lễ 2.600 con chiên để dùng cho lễ vượt qua và 300 con bò. Conania và các anh em ông là Semaja và Mathanael cùng với Hasabia, Jehiel và Josabat là các thủ lĩnh của người Lê-vi, cung cấp cho người Lê-vi 5.000 con chiên để dùng cho lễ vượt qua và 500 con bò. Khi mọi việc được chuẩn bị xong, các thầy tế lễ đều đứng theo vị trí của mình và người Lê-vi cứ theo phân ban của mình mà phục vụ, đúng theo lệnh của vua. Người Lê-vi giết sinh tế làm lễ vượt qua và các thầy tế lễ nhận lấy máu từ tay họ mà rảy, còn người Lê-vi thì lột da sinh tế. Họ chia phần các tế lễ thiêu, phân phát cho dân chúng theo từng tông tộc để họ dâng cho Đức Giê-hô-va, đúng như điều đã chép trong sách của Môi-se. Họ cũng làm như vậy với các con bò đực. Họ theo luật định mà quay thịt sinh tế làm lễ vượt qua, còn các vật thánh khác thì nấu trong nồi, vạc và chảo, rồi hối hả đem phân phát cho mọi người. Sau đó, họ mới dọn phần cho mình và cho các thầy tế lễ. Vì các thầy tế lễ là con cháu Aaron, đều bận dâng tế lễ thiêu và mở cho đến chiều tối. Như thế, người Lê-vi dọn cho mình và cho các thầy tế lễ là con cháu của Aaron. Những người ca hát là con cháu của Asaph, đều ở tại chỗ mình theo như David, Asaph, Heman và nhà tiên kiến
của vua là Zeduthun đã quy định những người giữ cổng đều ở tại mỗi cổng, không cần rời khỏi công việc mình, vì anh em của họ là người Lê-vi đã chuẩn bị phần cho họ. Thế là hôm ấy, theo lệnh của Josiah, tất cả mọi việc đều chuẩn bị xong cho sự thờ phượng Đức Giê-hô-va trong lễ vừa qua và dâng các tế lễ thiêu trên bàn thờ Đức Giê-hô-va. Trong dịp này, những người Israel có mặt tại đó đều giữ lễ vừa qua và lễ bánh không men trong 7 ngày. Từ thời nhà tiên tri Samuel đến nay, trong Israel chưa có lễ vừa qua nào được cử hành như thế. Cũng chẳng có vua nào trong các vua Israel giữ lễ vượt qua giống như lễ vượt qua mà Josiah cùng với các thầy tế lễ, người Lê-vi, toàn dân Giu-đa và Israel có mặt tại đó đã giữ. Người ta giữ lễ vượt qua này nhằm năm thứ 18 đời trị vì của vua Josiah. Josiah băng hà. Sau khi Josiah đã hoàn tất việc tái lập sự thờ phượng nơi đền thờ, thì Neco, vua Ai Cập, đem quân lên tấn công cả Kemit bên bờ sông Euphrates. Josiah kéo quân ra chống cự. Neco sai sứ giả đến nói với Josiah: "Này vua Giu-đa, tôi với vua có vấn đề gì đâu. Hôm nay tôi tiến quân chẳng phải để tấn công vua đâu, nhưng tấn công kẻ thù của tôi. Đức Chúa Trời đã phán bảo tôi nhanh chóng làm điều này. Vậy, đừng chống lại Đức Chúa Trời là đấng đang ở cùng tôi. Kẻo ngài sẽ hủy diệt vua chăng?" Nhưng Josiah không chịu rút quân. Vua không chịu nghe lời Đức Chúa Trời dùng Neco nói ra, mà lại cải trang để nghênh chiến với vua Ai Cập tại thung lũng Megiddo. Các xạ thủ Ai Cập bắn tên trúng vua Josiah. Vua nói với các thuộc hạ: "Hãy đem ta ra khỏi đây, vì ta bị thương nặng." Các thuộc hạ đem vua khỏi chiến xa và chuyển qua một chiến xa khác, rồi đưa vua về Jerusalem. Vua qua đời và được an táng trong phần mộ của tổ phụ vua. Cả xứ Giu-đa và thành Jerusalem đều khóc thương Josiah. Jeremy viết bài Ai Ca về Josiah cho đến ngày nay. Các nam nữ ca sĩ vẫn còn hát bài Ai Ca về Josiah và nó trở thành một thông lệ trong Israel. Các việc ấy được chép trong sách Ai Ca. Các việc khác của Josiah, những việc thiện vua làm đúng như đã được chép trong sách luật pháp của Đức Giê-hô-va. Các việc ấy từ đầu đến cuối đã ghi chép trong sách các vua Israel và Judah.